Hello mọi người, tôi mới vừa coi xong hai cái trailer của phim Monkey Man. Phim này sẽ ra rạp tại Mỹ và cả Việt Nam vào cuối tuần này. Tôi thấy Việt Nam không có quảng bá gì nhiều hết nên tôi phải làm cái clip này thôi. Thật sự trailer rất là đã luôn á. Nói chung giống như là một phiên bản John Wick nhưng mà ở Ấn Độ. Phim này đến từ một đạo diễn có thể là lần đầu làm phim nhưng đã đóng phim rất là nhiều và được đề cử giải Oscar nữa, chính là Dev Patel, nam diễn viên người gốc Ấn từng rất là nổi danh với phim Slumdog Millionaire, tức là triệu phú của chuột. Sau này anh có nhiều bộ phim khác cũng nổi tiếng hơn như là Lion chẳng hạn. Trước giờ mình không nghĩ Dev Patel lại thích dòng phim hành động, tại vì những phim mà anh đóng rất là nặng tâm lý và đòi hỏi diễn xuất gương mặt rất là nhiều. Lần đầu làm đạo diễn anh lại chọn cái thể loại đó là hành động rất là nặng đô, và nhà sản xuất cho bộ phim này không ai khác chính là Jordan Peele, người đã tạo nên những siêu phẩm kinh dị Us, Get Out. Mình muốn bố cái trailer đó lên lắm nhưng mà mình thấy cái độ nặng đô của nó quá thì mình không dám bố, mình sợ mình ăn gậy từ TikTok. Và mình có check cái kênh của phim này, khi mà họ up cái trailer đa phần đều bị che hết, thậm chí kênh chính thức còn bị vậy thì làm sao kênh mình có thể an toàn khi mà bố cái trailer đó lên được. Và mình hơi tiếc là phim không có quá nhiều sự truyền thông ở Việt Nam, nhưng mà cuối tuần này mình sẽ dành một cái sự ưu tiên cho bộ phim này, và ai rảnh thì có thể đi coi chung với mình nha. Thật sự là coi xong trailer xong mình thấy nó quá đã đi nên mình phải làm cái clip này liền. Chắc chắn là phim này sẽ C18 và mình hy vọng nó sẽ không kết gì cả. Câu chuyện của phim này nó giống như là anh này anh đi báo thù. Cái hình tượng của anh được xây dựng dựa trên một vị thần khỉ. Mình không có rành lắm về văn hóa Ấn Độ, nhưng phim này khoác lên cái áo Bollywood, nhưng thật sự đó là một cái ruột là phim Hollywood. Nhiều cảnh quay được quay ở Ấn Độ. Trailer là mình bị cuốn ngay lập tức luôn, nên là hy vọng là cuối tuần này mọi người sẽ ra rạp xem Monkey Man nha. Và lâu rồi mình mới có một cái sự hứng thú dành cho một bộ phim như vậy. Hay dở thì mình sẽ review sau ha. Mình là fan của Dev Patel nhưng rất là đẹp trai, rất là cuốn ấy. Mặc dù là mọi người hay chê Ấn Độ chứ mình thấy là nét đẹp của Dev Patel là một cái nét đẹp rất là đàn ông mà mình rất là thích luôn. Hết clip rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Nếu mọi thích video này hãy cho Phúc một like và nhớ bấm theo dõi kênh của Phúc để xem review phim chiếu rạp và series mỗi tuần nha. Và mọi người nhớ đi xem Monkey Man vào cuối tuần này nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.